Đây, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem thợ phố như thế nào nha. Để coi nó chịu không. Yeah. Hi, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình nha. Thì lâu rồi mình chưa quay mấy con chó cho mọi người xem ha. Thì hiện tại nhà mình còn 3 con chó con đây nha mọi người. Đây, chị già gương mặt thương hiệu nha. Giờ chị rất là mập. Mỗi tội hơi lùn hơi. Còn Eto đen nè, với Eto vàng. Eto vàng hồi đi bán hoa nè mọi người. Giờ cũng đã lớn rồi. Eto! 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 Ăn gì mày? Eto ơi. Còn đây cũng Eto luôn, nhưng mà là Eto đen. Eto đen đang bị bệnh nha mọi người. Hôm qua mình đi khám cho nó bị bán bụng hay sao á. Chắc là hôm nay mình sẽ đi khám tiếp. Người ta kêu phải đi trị mấy ngày mới hết. Thì có gì mình sẽ làm video về Eto đen sau ha. Eto, Eto. Buồn lắm. Còn già thì thôi. Từ hồi mà khỏi bệnh tới giờ là khỏe như trâu á. Lớn lắm. Thì ok. Hôm nay mình cho thỏ ăn đó mọi người. Thì mình thấy hình như là thỏ nhà mình có con nó muốn đẻ đó mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem coi đúng là nó như vậy không ha. Đây này, con này nè. Con này hình như nó muốn đẻ hay sao á. Để mình bắt thử ra cho thỏ được ha. Mình mà vô chuồng thỏ là mấy con chó nhỏ nó đi theo mình nha mọi người. Eto. Dễ thương ha. Đây. Lúc nào vô chuồng thỏ ba thanh niên này cũng đi theo mình hết. Để hôm nay mình quay cho mọi người xem là thỏ phố như thế nào ha. Ui trời, 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 trời. Không được rồi. Để mình đặt chân máy mình quay cho mọi người xem. Đi ra. Con này nó bị tăng động quá ta. Đây, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem thỏ phố như thế nào nha. Để coi nó chịu không. Ấy. Ấy, được rồi. Vậy là được rồi nha mọi người. Đấy, mấy thanh niên còn nhỏ mà đứng hóng chuyện người ta đài 18 cộng rồi. Thì đó mọi người. Thỏ đơn giản lắm. Mình cứ thấy tự nhiên nó bỏ ăn rồi nó tăng động á, cứ bắt thử bỏ qua bên lòng thỏ đực. Mới bỏ qua cái chịu liền luôn. Mấy thanh niên đứng hóng ghê chưa. Sáng nay mới cho mấy thanh niên này bú xong. Bụng to là to. Thank you.
con này thỏ đực nha. Cho mọi người xem. Mà ê, mọi người thấy cái gì không? Đây là hình ảnh 18 cộng nha anh em. Mà hồi xưa mình nuôi thỏ á, mấy con thỏ đực của mình á, nó toàn làm 2-3 cái trở lên không à. Từ hồi đổi nuôi coi con thỏ trắng này nó yếu quá mọi người. Nó làm có một cái xong nó nghỉ rất là lâu luôn á. Bình thường như mấy con thỏ đực khác là đã làm cái thứ hai rồi đó. Còn con này nãy giờ vẫn chưa làm được cái thứ hai. Mà thường một cái vậy là đậu luôn nha. Để mình bắt con thỏ cái ra luôn đi. Đó. Nãy quậy quậy giờ vô cho làm một phát là im ru. Tới cử đó mọi người. Tới cử là tự nhiên nó tăng động. Giờ là ghi lưu ý lại rồi chờ ngày đẻ thôi. Sắp tới mình cũng sẽ phải tách mấy con này ra. Giờ tụi nó lớn hết rồi. 10 con ở chung thì quá là đông. Không ở được nữa. Rồi bên đây nữa. Bên đây cũng sắp tới tách mẹ rồi. Biết ăn hết rồi nha mọi người. Rất là lớn rồi. Mình vẫn chưa phối được cái con thỏ mà ra màu vàng như vậy nha. Mình rất thích thỏ màu vàng như vậy luôn. Mà tới thời điểm mấy tháng nay mình vẫn chưa phối ra được cái màu này. Trời giờ này nắng nóng quá. Tụi nó cắn lông nhau hết. Ok mọi người, thì hôm nay mình chỉ muốn quay cho mọi người coi thỏ với lại thăm mấy con chó nhỏ của mình thôi ha. Đây. Yeah. Với lại cho mọi người coi cách mình phối thỏ sao thôi ha. Còn bây giờ mình sẽ cho tụi nó ăn kém rồi mình đi vô nha mọi người. Chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Bye bye.